Chào bạn. Không biết hôm nay thằng Áo kêu tụi mình quay clip gì nữa. Chưa chờ chứ chật nắng chết luôn á. Đúng rồi đó, em chưa kịp ăn cơm nữa nè. Anh Áo ơi. Anh Áo. Ủa, anh Áo đâu rồi vậy? Trình giáp hả con? Dạ. Anh Áo chảnh. Đi lẹ lên qua, không biết nó kêu mình gì mà gắt chi nữa. Anh Áo ơi. Trời ơi, kêu không bình tĩnh luôn, đâu rồi trời. Rồi các bạn đang leo lên. Anh Áo ơi. Đâu rồi? Ôi. Anh đang ngủ kìa chị Thảo. Thánh thần ơi, kêu mình lên đây rồi ngủ các bạn. Anh Áo. Dậy. Gì vậy? Kêu người ta qua đi, cái tự nhiên ngủ luôn rồi. Đúng rồi. Trời, lên đây nằm học bài ngữ văn xíu ngủ quên luôn các bạn ơi. Nằm đi. Vậy cũng được luôn hả? Thôi đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh cũng chưa chào bạn nữa, giờ chào các bạn lại cái nha. Rồi. 1, 2, 3. Chào bạn. Thì ngày hôm nay là mình có rủ chị Thảo với ông Quang lại đừng quay clip nè các bạn. Đang ngủ mà cũng đánh thức nữa các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình có tạo ra một cái trò chơi nha các bạn. Thì em sẽ phát cho mỗi người ở đây là 100k nha. Bây giờ là mình sẽ đi lên chợ để thi với nhau á, là mình sẽ mua được coi như tiết kiệm mà mua được bao nhiêu món đồ á. Về đây là nếu mà người nào mà nhiều món đồ hơn thì người đó sẽ thắng và chiến thắng cái giải của em là 200k nha. Ôi đã lẹ. Đây chị Thảo cầm cam đi, đếm lấy tiền. Đầu tiên đây của chị Thảo nè. Của em nè. Của ông Hoàng. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ là em sẽ phát cam cho chị Thảo một cái, ông Hoàng một cái để đi lên chợ mua đồ nha. Rồi đi. Cầm cam đi Hoàng. Rồi em cầm cam này luôn hả? Đi. Rồi đi nha bạn. Thì ok các bạn ơi, mình đã tới chợ Tịnh Thế rồi nè. Lần này thằng Áo cho mình tới 100.000 lận. Cuộc thi này mình chắc ăn là thắng rồi. Tại vì thằng Quang đâu có mua đồ nhiều bằng mình, đâu có trả giá nhiều bằng mình. Rồi nè, mình thắng là cái chắc rồi nè. Đó, giờ tới chợ rồi nè. Đi ngang đường cái đã. Đó, tới chợ nè các bạn ơi. Đó, ở bên đây là có hai cái tiệm tạp hóa nè. Mình đi qua bên đây trước đi. Chị ơi, vậy bán đồ gì ơi? Đó, ở đây là có quá trời đồ luôn nè các bạn. Dạ, từ từ đấy con lựa cái hả? Rồi, quá trời luôn nè. Bánh tráng nè, đó. Kẹo nè. Theo như mình thấy cái món rẻ nhất ở đây chắc là kẹo đó, cho nên mình sẽ mua kẹo trước nha. Đây, quá trời kẹo luôn nè. Bên đây nữa. Dì ơi, kẹo này nhiêu cái vậy? Kẹo đây nè. 5.000 một bịch. 2.000 hả? Lấy con một cái này. Lấy thêm một bịch bento nữa nè. Ê, cứng quá. Rồi, sẵn cho con xin cái bọc luôn vậy. Lần này cũng mua rất là nhiều luôn á. Cái bọc bự cái vậy? Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lựa nha. Quá trời bánh luôn nè. Rồi em dạy cục kẹo nó coi, sô-cô-la nữa nè. Đó. Rồi kẹo dâu luôn. Rồi bỏ vô bịch giùm con coi vậy. Thì nãy giờ mình mua được 4 món nha các bạn nè. Bento, kẹo dẻo, với lại 2 cục kẹo nữa nè. Đó, một cục kẹo sô-cô-la với một cục kẹo dâu. Chào bạn nha. Mình đang trên đường đi lại chợ để mua đồ nè. Trong cái cuộc thi nè, mình thấy nó không công bằng thế nào hết trơn. Mình đó giờ ít đi mua đồ, còn bà chị Thảo á, nhà bá sát bên chợ, thành ra ngày nào bá không đi. Bởi vậy kinh nghiệm mua đồ mình sao bằng bá được. Không biết lần này thắng được không nữa. Đi nè các bạn. Ở bên đây có tiệm tạp hóa nè. Nhưng mà thôi đi, mình đi lại chợ mua đồ luôn. Tại đó có nhiều đồ hơn, dễ lựa. Nếu các bạn thích video này á, thì nhớ bấm đăng ký, like, chuông để ủng hộ cho kênh Ngáo TV nha. Sớm đạt mốc 500.000 người đăng ký. Để mình chạy đẳng luôn cho nó lẹ. Sắp tới rồi các bạn ơi. Ôi, trưa nắng quá trời nắng luôn á. Gần tới rồi các bạn ơi. Trời ơi, tới chạy rồi các bạn ơi. Để đi vô. Trời ơi, bà chị Thảo quá đang mua đồ bên kia kìa các bạn. Thôi, để vô mua đồ liền mới được. Dạ, con mua đồ gì ơi?
giờ mình sẽ vô mua đồ nha các bạn. Quá trời đồ luôn nè. À dì ơi, cho con xin cái bọc mua đồ dì ơi. Dạ. Nè để coi coi. Giờ lựa. Dạ 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 dạ. À, con cảm ơn. Để coi coi à, kẹo này nhiêu tiền viên gì? Cái đó 100g con, 100g đó 10.000. Cho vừa đó. Dạ. Vậy bán con đi. Bán con đi là bán con. Dạ. Thôi 100g đi. Dạ bán con 100g. Các bạn, đó giờ mình không có kinh nghiệm mua đồ, thành ra không biết. Rồi để coi lửa gì tiếp đây. À, cái này nhiêu tiền gì? 6.100. Dạ bán con 100g luôn. Để chung hả? Dạ. Này gì? Rồi để coi còn gì nữa không ta. À, không biết mua gì luôn các bạn. À, bán con 2 bịch bánh tráng luôn gì ơi. Dạ. Rồi à, để giờ kiếm gì mua nữa ta. Dạ bán con 2 cái này luôn. Mua bánh bông lan nha các bạn. Thôi cô. À, à bên đây có kẹo nữa nè. À, bán con 3 cây kẹo gì ơi. Dạ kẹo này nè. Dạ con anh Ngáo với chị Thảo. Thì nãy giờ mình đã lựa được 4 món nha các bạn nè. Bento, kẹo dẻo với lại 2 cục kẹo trong đây nữa. 1 cục kẹo sô cô la và 1 cục kẹo dâu. Giờ thì mình sẽ lựa tiếp nha. Đó trong đây quá trời món luôn nè. Giờ thì mình sẽ lựa thêm vài cục sô cô la nữa. Thêm 3 cục nữa đi. Rồi thêm vài viên kẹo double bond nữa. Rồi giờ mua gì nữa ta. Thôi mua bánh tráng luôn đi. Dì ơi lấy con bánh tráng này vậy. À, bỏ vô bọc nè. Dạ lấy con bánh tráng này nè. Rồi nãy giờ mình cũng mua cũng nhiều rồi đó mà chưa chắc được 100.000 đâu. Hiện giờ mình mua thêm nha. Mua gì vậy ta. Đây có quá trời bánh luôn nè. Không biết lựa cái nào luôn á. Thôi lại lựa bánh quy đi. Đó này có rất là nhiều bánh quy luôn nè. Giờ thì mình sẽ lựa vài cái bánh quy này nha. 3 cái luôn đi. Rồi bỏ vô bịch nè. Đó. Thì các bạn ơi, nãy giờ mình lựa mới được có 20.000 nha, cho nên bây giờ mình sẽ quyết định mua thật là nhiều bánh luôn nha. Đó quá trời bánh luôn nè. Giờ lấy bịch nào vậy ta. Đi từ từ qua đây coi thử rồi. À, lấy 1 bịch này đi. Lấy 1 bịch Akiko này nè. Đó. Thêm gì nữa ta. Rau câu luôn nè. Gì đó. Đi vòng vòng qua đây coi thử nè. Rồi mua 1 bánh sữa chua này luôn. Dì ơi tính tiền cho con thử coi được 100.000 chưa vậy. Đây nè. Quá trời luôn rồi. Cầm hồi nhiều hết luôn rồi. Rồi gì. Đó. Nãy giờ là mình mua nhiêu đây nha các bạn. Đó. 73.000 hết luôn. Nãy luôn á, nãy 20 nè. Với 17.000 cái bánh sữa chua okay. Này 16.000 với cái bịch nãy 20 lâu công. Vậy là còn 27.000 nữa. 27.000 nữa thì mình sẽ mua gì vậy ta. À mình sẽ mua nước. Nãy giờ chưa có ai mua nước chân nha. Dì ơi đây mình có bán nước không vậy. Dạ. Đó. Mình sẽ đi mua nước nha. Rồi. Dạ để từ từ để con coi ha. Còn 27.000 à. Dạ. Thì bánh với kẹo mình đã mua xong rồi. Bây giờ mình sẽ mua nước nha. Đó. Ở đây là quầy nước nè. Dạ từ từ để con lượt ha. Mình sẽ mua 1 chai gồng đỏ nè. Rồi à, một chai Sprite nữa. Rồi mua thêm 1 chai Coca-Cola luôn. Đó. Quá trời đồ luôn rồi. Rồi tính tiền cho con đi vậy. Như rồi 16.000 vậy còn 10.000 nữa. 10.000 nữa mua gì vậy ta. Từ từ bé xíu để con đi vậy. Thì mình còn được 10.000 thì mình. Trời cái máy đi. Thì mình còn được 10.000 mình sẽ mua
bánh mì. Đúng rồi, 10 ngày em sẽ một ổ bánh mì nữa là đủ tiền luôn. Rồi, lấy thêm ổ bánh mì đi. Rồi, lần này chắc ăn là đủ 100 ngàn luôn rồi đó các bạn. Rồi này giờ tính tiền cho con đi. Đủ 100 ngàn luôn rồi đó. Rồi. Còn nữa hả? Sao nhiều vậy? Còn 2 ngàn nữa hả? Rồi 2 ngàn nữa lấy thêm một bịch khoai tây chiên luôn. Đây nè, lấy bịch khoai tây chiên. Rồi, đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô bọt và đem về. Quá trời nhiều rồi. Đó, bỏ vô bọt giùm con đi vậy. Đây nữa nè. Rồi. Rồi, cảm ơn chị luôn. Thì các bạn ơi, mình đã mua xong rồi một bao đồ như vậy nè. Bây giờ mình sẽ đem về nha. Cuộc thi này chắc anh mình thắng rồi. Mua anh chán rồi, giờ kiếm gì mua thêm nữa nha các bạn. Mua đại cái này luôn đi. Chứ một cái hộp bánh xô lai. Rồi, kiếm gì mua thêm nữa ta. Ngoài đây quá trời luôn, ra đây mua thử. Rồi, mua một bịch oxy nha các bạn. Quên nữa, phải mua oxy mới được. Đó, một bịch nữa. Rồi, ở đây có kẹo nè. Mua cái gì vậy ta? Rồi, lấy đại một cái luôn. À, rồi, được một cái nữa. À, mua bịch kẹo này luôn nha các bạn. Từ từ, vậy rồi sao xếp à? Rồi để sau đi. Vô cho con bỏ bọc vô. Dạ. Hay gì? Rồi gì ơi. Rồi, đủ 100 ngàn chứ gì? À, chưa biết nữa, để tính coi ha. Dạ. Rồi, giờ đi mua thêm nha các bạn. Rồi, mua thêm cái nữa nha. Rồi, để vô luôn. Đó. Rồi mua gì nữa giờ ta? Qua đây toàn mấy bịch bánh mắc tiền không à. Mua cái là hết tiền luôn các bạn. Dạ nãy giờ có mua nhiêu rồi vậy? 98 ngàn. À, còn dư 2 ngàn nữa các bạn ơi. À, mua đại cái kẹo này luôn đi. Đó. À, ủa? Rồi. Đây gì ơi? Rồi, tính luôn. Trăm đó. Dạ con trả tiền luôn gì ơi. Dạ. Đây dạ. Trời ơi, đi về luôn bạn ơi. Không biết thắng không nữa. Giết về mới được. Không chừng bà chị Thảo đang ở nhà anh ngáo rồi đó. À, mình mua đồ về nè các bạn. Chị Thảo, bà mua được gì vậy? Nè, chuẩn bị nhìn nghe. Đó, bắt rồi chưa? Gì nhiều vậy? Cuộc thi này chắc ăn là chị thắng rồi, con Quang này nó. Bà không có cửa đâu rồi. Anh Ngao ơi. Anh Tết gì ơi? Anh Ngao, về rồi nè. Ơi. Anh đâu rồi anh Ngao? Anh Ngao ơi. Phản hồi đi. Đâu có tiêu đâu rồi bạn ơi. Đừng nói ngủ nữa nha. Lên lẹ của Quang nó ngủ nữa gì kìa. Anh Ngao ơi. Trời ơi. Anh Ngao, anh đâu nữa rồi? Trời ơi, ngủ hoài vậy. Anh Ngao. Vậy gì dạ? Ngủ hoài vậy? Mua đồ về rồi nè. Ơi, mua đồ hả? À, thì trong lúc mà em với chị Thảo đi mua đồ, anh nhà ngủ chứ biết làm gì giờ. Thôi, đây. Rồi bây giờ chị Thảo với Quang đã mua đồ về nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt các bạn ra đây. Mình sẽ lấy các bạn của mình. Đó, bắt ra để kiểm tra coi ai là người mua đồ nhiều hơn nha các bạn. Đấy, chị Hảo giúp em nghe chị Hảo. Rồi. Đây. Rồi dựng lên quán. Dạ. Đó. Từ từ chị Thảo. Rồi dựng lên, dựng lên. Rồi. Đó, rồi. Rồi chị Thảo một bên với Quang một bên ha. Bây giờ ai muốn trình bày ra trước nè. Quang đi, Quang nè. Rồi quà trước đi chị Thảo. Rồi, rồi của chị trước ha. Mình thấy của chị Thảo nhiều quá rồi các bạn ơi. Trời ơi. Nhiều dữ hả? Kiểu này sao em chưa lạ Quang? Anh chui. Rồi khó đâu à. Mở ra coi chị Thảo ơi. Sẽ đại của chị Thảo đúng rồi. Đúng rồi. Rồi nè. Rồi đầu tiên là bánh sữa chua. Trời ơi. À, tiếp theo là bánh Akiko. Akiko. Hai món rồi nè. Bánh mì. Bánh mì ba. Rau câu. Rau câu. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Mực bento. Sáu. Bánh tráng. Bảy. Bánh quy. Tám. Kẹo dẻo. Chín. Kẹo dẻo trái dâu. Mười. Đặc biệt sưng gum double bon và sô cô la.
12 rồi. Đó. Đồng đỏ nè, 14, Sprite 15 Coca-Cola 16 rồi. Bịch bánh này khó tính đi. Bánh này 10 tính luôn đi, bánh cũng tính. Bánh này tính rồi. Rồi. Vậy là chị Thảo đã đi chợ và mua được 16 món trong vòng 100k không chị Thảo? Đúng rồi. Ủa, có quá đơn, có quá đơn không? Không có quá đơn. Trời ơi, nghi ngờ lắm nha. Kiểu này là thua rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chị Thảo chị lấy đồ của chị qua một bên đi. Bây okay. giờ tới của Hùng Quang lên. Tới của mình nha các bạn. Ok. Ủa Quang, cô mua gì mất chứ hả? Hết xui rồi chứ em không có điểm nữa. Trời ơi Quang. Rồi. Đó xé ra kìa em. Rồi đang xé ra nè. Trời ơi. Đó. Em mua gì nguyên cái hộp bánh xô la với Quang. Em phải ăn bánh này. Trời ơi. Đó. 2 3 Kẹo hình này là kẹo ơi. Cái gì nè Elsa gì nè các bạn ơi. 4 rồi nè. 4 nha. Đây thứ mà em tâm đắc nhất sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay. Thằng ơi, mình chưa đi mua mua món đồ các bạn mà mua kẹo chuối. À từ từ anh Gáo mở tiếp em ơi chị Thảo. Đi rồi nè. Rồi ra đó. Kẹo chuối. Kẹo chuối các bạn. Rồi. Mấy món rồi? Kẹo chuối là như là 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 5 rồi, thêm kẹo dừa nữa các bạn là 6 nha. Rồi, 6 6 nha. 7 7 rồi nè. 8 không anh mới có 7 à, hai cái này nó trùng à. 7 8 nè. 8 nè. 9 9 10 trời ơi. Trời ơi, mua 6 món các bạn. Trời này là quá đơn nè. Vậy là Quang mua 10 món trong vòng 100 ra đâu 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 nè nè. Trời ơi, Quang nó mua gì mà đủ 100 ngàn luôn các bạn ơi. Mà sao có 10 món à, còn chỉ Thảo người ta 100 ngàn mà người ta tới 16 món. Trời, con trai sao mua đồ là con gái được. Trời ơi. Thì cái giải này là chị Thảo chiến thắng đi các bạn. Đâu để mình móc tiền ra đưa chị Thảo thôi. Cuộc thi này em thấy không công bằng thế nào luôn á anh Ngáo. Sao không công bằng, chị mua đúng 100 ngàn rồi mà còn đòi gì nữa. Đây còn đây là cái tiền thưởng dành cho chị Thảo nha các bạn, 200k đây. Cảm ơn Ngáo TV nha. Ok chị Thảo. Quang ơi Quang. Chị đi chậm còn Quang nữa hả? Dẹt tôi lát. Thôi thì đã mua đồ xong rồi thì bây giờ là chị Thảo chị ăn đồ của chị đi, còn okay. Quang đồ của Quang. Ok anh. Mà chấm bằng hết rồi mình chị Thảo. Trời ơi. Ơi, một mình chị mà làm gì mua ba chai nước ngọt với chị Thảo? Không biết nữa. Ủa? Rồi thằng Quang em tính ăn không hả? Không uống hay gì hả? Tính uống mà hết tiền mua. Rồi chị cho Quang nè. Trời ơi. Lão cho con trai luôn kìa. Rồi ngáp nè. Thôi. Rồi em cảm ơn chị luôn nha. Thôi bây giờ mình gặp chung đồ ăn nữa. Chung rồi, đi. Rồi vậy đi. Trời ơi quá trời đồ ăn luôn. Rồi xé ra ăn nè. Rồi ăn thử bánh tráng thôi. Ờ chị Thảo ha, bánh tráng nha. Cái này mà đang hành vô ăn nữa, đã lắm á. Nhất cái nách luôn á. Ờ em cho ăn kẹp bánh trái cây. Đâu đâu đâu. Ờ. Ôi. Nước cái cụ. Ủa gì vậy em? Thơm phải không? Phải dứa không? Không biết rồi nè. Chị xé xong rồi nè ăn đi Quang. À chị mang kẻ vậy. Ừ, cái này mà đang hành vô ăn nữa là nhất cái nách luôn. Sao? Ăn nào, ăn không? Ok ok, à. Ăn trước đi, chị ăn trước đi. Quá ngon rồi. Đó, còn rất là nhiều bánh luôn nha các bạn. Trời ơi, thằng Quang nó dứt nguyên cái hộp xô la luôn các bạn ơi. Cái này ăn ngon à? Đúng rồi, này ăn cực ngon luôn các bạn. Mà như là cái này là 30 mấy 40 ngàn một hộp nè Quang. Thì đó, mà trong khi đó ông Quang chỉ có 100k. Để dám chi ra để mua các bạn. Trời ơi, sợ thiệt chứ. Rồi ăn món khác đi Quang, lựa đi. Đó. Còn nhiều mà. Ê chị Thảo, nước ngọt thì mình phải uống chung với nước đá chứ. Thôi để giờ em xuống dưới em làm nước đá ha. Ok. Ok. A few moments later. Ngáo này lâu ghê luôn, nãy giờ hai chị em mình ăn nữa mà bánh tráng mình chưa tới nữa. Tại tới nè chị Thảo ơi. Tới luôn. Để em ngáo ơi. Ăn bánh tráng ăn bánh tráng luôn nè. Ê chị Thảo. Rồi. Rồi của em nào Quang? Ok, cảm ơn anh. Trời ơi, em uống nào? Uống nè. Đây cái nước Coca. Đó. Thôi giờ uống luôn các bạn ơi. Để vừa rồi. Để mình chiếm bánh ăn coi các bạn ơi. Đây, để coi quá đã. Có bánh gì nè. Bánh chén nữa nè. Thôi, để mình ăn bánh chén chung với chị Thảo nha các bạn. Rồi, chị sẽ ăn thử khoai tây. Ok. Rồi, rồi Ngáo này ăn dữ rồi. Ngon. Rồi Quang, thử khoai tây nè Quang. Nói chung là rất là ok nha các bạn.
Ừ rồi. Ừ. Mời bạn ăn khoai tây chiên nha. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Ngon á. Rồi qua ăn cơm lửa không có ăn đi bạn. Rồi cái bánh chén này đưa mình á. Có khi một tuần mình ăn chưa hết đấy bạn, mà sao chị đã như quen bạn thôi. Phương nữa bạn tài. Em á lại ăn bánh tô thích ăn này. Ừ. Nó ăn nhậu. Còn rất nhiều bánh luôn các bạn ơi. Nè ăn thử không anh Nhám? Rồi để anh thử coi. Đây em mùa thấy cay rồi đó. Đây mở bạn em bento nha các bạn. Nào. Rồi 2 kiểu luôn. Tụi mình kiếm cái ăn có kiếm cái loại bịch bento mà bịch bự gì không quan? Không. Không có bán phải không? Đó. Hầu như là mấy bịch đó là trên siêu thị mới có bán các bạn. Còn đây là bán bịch nhỏ thôi không à. Cho ăn mới có miếng bento mà nó cài xé rồi biết không. Bữa mà ăn này em khóc luôn. Một bữa ăn gì mà tính khóc với em. Ăn 2 bịch. Dữ rồi à. Còn bánh này nè. Đây, nhiều quá không nhà, câu nè, mua tại chị mua đó. Trời ơi, chị đã mua câu nữa đâu. Review ăn thử đi. Ok. Đây. Rồi xong á. Đây đi mở cho. Đây đây. Có lầu cầu nha các bạn. Rồi ăn thử cục màu đỏ luôn. Rồi em đây mình trắng. Ăn cục màu trắng luôn nha các bạn. Rồi trong đây nó có hạt dừa nè Quang. Ăn có miếng bento của Quang mà cay quá các bạn. Dạ ơi bà có cái mẹo gì mở cái này không? Đó. Rồi. Mở bạn lầu cầu nha. Mở bạn nha. Rồi mở bạn. Lâu lâu ăn lại mấy món này cũng vui. Rồi giờ ăn món nào nữa ta? Quá trời món luôn rồi. Ăn này đi là chị Thảo. Ok rồi, dạ, ăn cái này. Còn mình ăn ô vô nha các bạn. Wow. Ôi, có mùi đạn. Dạ ngáo thử không? Ủa này tôi mua với Quang. Dạ à. Chị ăn thử rồi. Cái này chắc chị Thảo mua không chị Thảo? Quang mua luôn á, chị không mua. Quang mua luôn. Để chứa nước ra. Ba chị em mình mặn hết cái bàn này là nghỉ ăn bánh một tháng luôn. Xỉu luôn các bạn. Đúng rồi. Sao bây giờ mà em dùng 100 ngàn đi mua hết cho em bánh về ăn. Vậy mới gọi thử hết với em. Đây, chị Thảo ăn Oreo nè. Ok. Bán. Ăn Oreo nha các bạn. Oreo nhân dâu. Xoay bánh. Liếm kem. Ăn. Mà nít. Ăn dính luôn rồi. Ăn luôn, ăn luôn nha em. Dạ. Đây. Ừ. Bánh nabati nha các bạn. Rồi. Quang. Dạ. Quang. Đang ăn hồi rồi. Trời đây các bạn. Đến tiết mục review bánh sô-la của A Quang. Nãy giờ chị đợi cái này nè Quang. Đó rồi. Khui ra thưởng thức đi em. Ơi ra không? Ừ. Nè, nó. Đó. Tắm vô. Chưa kịp làm gì luôn. Đó, lấy cái nào đây em? Đây. Đó, anh cũng bái cái bánh này nữa em ơi. Trời. Rồi ăn bánh này kiểu này nè. Đó. Hay vậy. Ê, mình mẻ hơn Quang. Không nổi gì Quang. Trời, nhục lắm nha em. Không nổi thì nhục lắm á. Nhận lên Quang, nhận mạnh lên. Đó. Tôi không nổi là Quang nhục lắm á các bạn ơi. Sao bà chị Thảo bà làm mình nhẹ nhàng quá ha. Khởi. Nát bay cái bánh luôn rồi. Trời Quang này, bánh chị gọi nguyên luôn nè. Bất lực, bất lực. Quá trời đồ ăn quá bạn. Còn muốn người đúng không? Còn rất là nhiều kẹo, nãy giờ chúng ta chưa ăn kẹo. Đúng rồi, đây. Kẹo rồi bánh nè. Quá trời luôn. Rồi, chỉ sang kẹo dâu. Quang, em còn nhớ lại cái trò chơi hồi năm mấy không? À. Kẹo giúp bình thức. Áo mạnh rồi. Để em nói mà không dám ăn á. Lần đó Quang
quán nó ăn nhiều dữ lắm các bạn ơi. Ăn không ở luôn. Rồi chị làm theo trong TikTok nữa nè. Ê rồi à. Để anh ăn thử nha. Đó. Đây. Bà làm gì vậy? Cắn thôi kìa. Chúc bà chúc cho các bạn. Này là kẹo dâu. Ừ, kẹo dâu hay là cà chua ta? Dâu. Cà chua mà. Dâu mà, đây nè. À, dâu dâu dâu. Rồi bạn ơi, thì nãy giờ mấy chị em của mình cũng đã ăn nói chung là được 60% rồi các bạn ơi. Cà khá rồi. Còn rất là nhiều luôn nè. Đó. Bánh chén gần hết luôn nè các bạn. Bánh nè các bạn. Bánh chén rồi hết trơn luôn. Sao rồi. Sao bánh chưa khui luôn nè. Bình này khui gọn mà. Chưa. Chưa luôn hả? Đúng rồi, no quá không nổi. Quá trời no luôn các bạn ơi. Thì nếu các bạn nào thích video này, hãy cho mấy chị em mình xin một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Nháp TV của mình sớm đạt được 500 người đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.